khác kệ. Đang là gì đó. Tối ở mình nhìn cái vùng trước cảnh đấy nó cứ tạt vào như bông nữa vào luôn. Nói chung là tuyết như này thì lái xe cũng rất là khó đây. Hôm qua đi xe về đấy, từ công ty về đến nhà mãi cái tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vì là đường nó trơn. Tối mù trời, bữa nay trời đang nắng, bây giờ tuyết nó. Bữa nay trời vẫn đang nắng, bây giờ đúng rồi, bữa nay vẫn đang nắng mà tuyết rơi nhiều cái trời tối sầm vào. Rất nhiều người đang đứng ở trạm xe buýt cũng quay này. Ui, hết trong xe rồi. Bông tuyết nhìn, nếu mà nhìn tinh ra rất nhìn y như trong tranh vẽ luôn đấy, từ những cánh. Thôi thôi, ông vào bay hết trong xe rồi. Bình Dương nha, tuyết quay mặt Bình Dương là cho bảo mùa hè mùa năm nay nhiều tuyết cho biết. Bình Dương. Anh hỏi đi. Bình Dương à? Chưa. Luôn mang lên đây đưa cái quân chuẩn cho mà này qua đi. Chưa. Nên nên nu đi kêu hết mua hàng coi nhá. Hôm qua nhìn chiếc xe đi mà băng kia ở cái tuyết rất rớt xuống cái phần trước thành bóng băng thì từng giọt y cả thành nhũ trong động. Quay sang kia nhìn đường. Ở bay hướng này thì là sẽ không có cái này, sẽ không bị tuyết bay vào, vẫn bay vào trong xe hết. Đơn hàng. Đây, cận cảnh bông tuyết đây. Bộ này xe nào cũng chở tuyết rồi. Chơi chưa? Luôn luôn mặt. Luôn mặt.